hôm nay bạn mình mời đến nhà chơi làm dâu cau tặng cho bạn Trinh nhé. Bạn có thấy Liên sắp đặt như vậy có đẹp hay không? Thấy đẹp mắt ngon không các bạn? Bây giờ mình đi tới nhà bạn mình chơi nha các bạn, mang theo quà hai chai rượu đỏ. Alo bạn Trinh nè. Bên em đang quyền không á? Em đang quyền. Như tấm bơ này vừa đụng nè. Alo alo alo. À. Alo alo. À. Ăn đi Liên hả? Hổm như vậy đẹp gái vậy ha. Việt Nam, Việt Nam. Trời ơi Việt Nam nè. Việt Nam câu Trinh nè. Trời ơi câu Trinh làm quá trời đồ ăn luôn nè. À, các bạn ơi có đủ thứ đồ ăn ở đây nè các bạn. Cái này là chảo què hả? Trời ơi, chảo què có bún. Rồi có con xào. Trời ơi, đặc sản quá trời ơi, sao đây nhỏ. Rồi mì, đúng rồi. Rồi có sành quay, chải giò, bánh nếp chằn. Cái này là gì? Cái này là sủi cảo. Cái này dở lên luôn đi. Sủi cuốn. Sủi cuốn, wow, một mình làm quá trời luôn ha. Thì bỏ ở đây rồi, coi coi chừng rớt không. Cái này chắc rẻ hơn kia nữa nè. Cái này được không? Để được rớt à. Ấy là phải dập bìn đó. Mình làm rau câu luôn ha. Mình mang lại chè đậu nữa nè. Xoài nước. Nước dừa. Cà ly. Trời ơi. Nước nấm nè. Trời ơi giỏi quá trời luôn á. Ba chục món luôn hả? Trời ơi, có được 30 món nha. Alo, ông chủ hả? Chủ, chủ sống chồng. Sao mà đẹp quá hả? Nói chồng này là ông chủ nè. Cái bà Liên thấy khác ha. Đẹp gái quá. Ai vậy? Vô thôi, bà Liên. Bà Liên, bí quyết nào làm cuốn đẹp như vậy Liên? Bí quyết nào? Bí quyết hả? Bộ lát sĩ bí quyết nha. Cái này quá trời luôn này chứ. Quá đẹp luôn. Hai năm rồi mà. Hey, 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 hey
Boston. I'm from Brooklyn. It's my honor to be.